Theo khoản 3, điều 133 của Đất Đai 2024, số 31/2024 QH15, trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, người sử dụng đất phải thực hiện việc sang tên sổ đỏ. Theo đó, tại khoản 1, khoản 2, điều 17, nghị định 91/2019/NĐ-CB quy định mức phạt khi chậm sang tên sổ đỏ như sau: chậm đăng ký biến động đất đai lần đầu, phạt tiền lên đến 2 triệu đồng; chậm sang tên sổ đỏ đối với đất đã có sổ đỏ phạt tiền lên đến 10 triệu đồng. Đối tượng bị phạt khi chậm sang tên sổ đỏ. Theo khoản 4 điều 5 Nghị định 91/2019 NĐ-CP, bên mua tặng cho sẽ bị xử phạt khi thực hiện việc chuyển nhượng tặng cho mà không hoặc chậm thực hiện đăng ký biến động.